Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình live stream buổi tối ngày 14 tháng 4 năm 2024 Như chúng ta đã hẹn với nhau vào trưa ngày hôm nay Thì tối ngày hôm nay mình sẽ xin phép trình bày các bạn diện mạo của đội tuyển Việt Nam của chúng ta trong 2-3 năm tới Và dấu ấn của huấn luyện viên trưởng tới đây sẽ ảnh hưởng như thế nào đến diện mạo của đội tuyển Việt Nam Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ phải làm gì để làm cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta phát triển Và làm thế nào để chúng ta tận dụng được tất cả những nguyên lực mà bóng đá Việt Nam đang có và nó phù hợp với xu thế của bóng đá Việt Nam. Hôm nay thì mình xin phép chia sẻ với các bạn câu chuyện này. Cái xu thế của bóng đá Việt Nam nó phải hòa với cái xu thế của bóng đá thế giới và có rất nhiều điều hiện nay nó vẫn là bước cản trở làm cho bóng đá Việt Nam chúng ta chưa thể tiệm cận được với những đội bóng hàng đầu ở châu lục. Và đấy là lý do vì sao đến bây giờ rất nhiều người vẫn còn đang cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi. Bởi đơn giản chúng ta còn quá nhiều những vấn đề Vấn đề ở đây phải nói thẳng luôn là đội tuyển Việt Nam của chúng ta chưa có đầy đủ những cái yếu tố để mang đến thành công. Ví dụ như là nguồn lực của chúng ta bao gồm nguồn nhân lực, tức là chất lượng cầu thủ trẻ của chúng ta đang là một vấn đề. Thứ hai là chúng ta hiện nay đang thực sự chưa thể có đủ tình hình tài chính để có thể hiện đại hóa hệ thống đào tạo trẻ, nâng cấp cái giải vô địch quốc gia cũng như là chúng ta đầu tư thật là mạnh tay cho các đội tuyển trẻ cũng như là các đội tuyển quốc gia. Đó chính là những điều mà nó làm cho chúng ta rất là khó khăn. Nhưng bao giờ cũng thế, khi mà chúng ta gặp những vấn đề khó khăn như vậy thì điều kiện tiên quyết mà chúng ta phải làm ngay lập tức đó là trong điều kiện có thể chúng ta phải phát triển ở mức độ tối đa. Tức là các cụ nói rồi, liệu cơm thì gắp mắm, chúng ta phải cố gắng làm sao phát triển đội bóng ở trong một cái điều kiện không được thật sự là thoải mái về mặt tài chính, làm sao để chúng ta vẫn phát triển được bởi vì có một thực tế là rất nhiều những đội bóng châu phi họ quốc gia của họ gdp còn thấp hơn cả việt nam vậy nhưng mà tại sao họ vẫn đi dự world cup một cách rất là điều đại thì câu chuyện này cũng đã được ông philip chuse uh, hé lộ một phần trong cuộc làm việc với liên đoàn bóng đá việt nam trước khi đôi bên ký hợp đồng mình nói là những cái di sản ông để lại chúng ta vẫn phải kế thừa bởi vì nói gì thì nói chúng ta cũng đã phải trả giá rất nhiều để có được những bài học kinh nghiệm đó thì ông chuse có nói rất là rõ là các đội bóng châu phi họ không có giải vô địch quốc gia tốt hệ thống đào tạo trẻ của họ cũng không tốt nhưng họ có những cầu thủ phi kiều tức là những cầu thủ này được sinh ra ở nước ngoài được đào tạo trẻ ở nước ngoài từ rất bé đó nhưng mà họ lại có thể không có đủ cái điều kiện để thi đấu cho đội tuyển quốc gia nước họ hoặc là tình yêu với quê cha đất tổ nó mạnh hơn cả cái sức hút về mặt tiền bạc danh tiếng ở mẫu quốc thì họ về thi đấu cho đội bóng quê hương của cha của mẹ điều này là điều rất là đáng quý và đấy chính là lý do vì sao mà các đội bóng châu Phi đã rất là thành công. Họ chỉ có một lý do như thế thôi nhưng mà họ đã rất là thành công. Xin thưa với các bạn luôn, còn có thêm một điều nữa. Cái này cũng rất quan trọng luôn là các nền bóng đá đó họ có cái truyền thống, chứ là những nhà tuyển trạch họ đã đến đấy, họ bốc những cầu thủ đó đi từ khi còn rất sớm. Và khi họ trở về để thi đấu cho đội bóng quê hương, họ lại tạo ra niềm cảm hứng để giúp cho những đứa trẻ lại có cơ hội ra châu Âu thì ở đây nó có hai cái chiều một chiều là được sinh ra ở nước ngoài ý muốn nói ở đây là các cầu thủ phi kiều và chúng ta đưa về một cái trường hợp đồng dạng đó là trường hợp cầu thủ việt kiều thứ hai là làm thế nào đấy để những nhà tuyển trạch họ đến việt nam tìm kiếm được những nhân tài và đưa đi châu âu đào tạo thì cái đó mới là những cái tạo ra sức mạnh cho bóng đá châu phi mà chúng ta cũng nên tận dụng tất nhiên là vào thời điểm này để lấy được một cầu thủ việt nam ra châu âu để mà thi đấu để mà tập luyện rồi thi đấu thì rất là khó thế là chúng ta hoàn toàn có thể làm được ở cái chiều khác Đó là mời những cầu thủ Việt Kiều có dòng máu Việt Nam về để thi đấu Mình nói luôn là nhiều khi mọi người cứ bảo là Indonesia Họ nhập tịch những cầu thủ châu Âu không đúng Có dòng máu Indonesia đấy chứ Chứ không phải là không liên quan gì đến Indonesia đâu Thế đấy các bạn thấy không Họ đã lục sục đi khắp châu Âu để tìm Và các bạn biết Hà Lan với cả Indonesia Thì ngày xưa nó cũng có rất nhiều mối quan hệ về mặt chính trị Cho nên là rất nhiều người Indonesia đã sang Hà Lan và cuối cùng thì họ đã để lại ở đấy những đời F1, F2, F3 và đến bây giờ họ về để thi đấu cho Indonesia. Vấn đề là đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã làm được việc đấy chưa? Mình nói là đã làm rồi nhưng chưa tốt. Thì đến bây giờ mình xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn câu chuyện đầu tiên là câu chuyện liên quan đến huấn luyện trưởng. Mình phải nói với các bạn luôn là tại sao chúng ta vẫn nói đến huấn luyện viên Marco, nói đến rất là nhiều những huấn luyện viên khác ở châu Âu, kể cả Mark Winmos Nhưng mình đã nói với các bạn gần như chương trình nào mình nói về huấn luyện viên mình cũng nói là có một huấn luyện viên châu Á hiện nay liên đoàn bóng đá Việt Nam thì ưu tiên hơn cho một huấn luyện viên châu Á và nói đến huấn luyện viên châu Á thì có huấn luyện Park Hang-seo, huấn luyện viên Lee Yong-jin và mình nghĩ là nếu như không phải huấn luyện Park Hang-seo, huấn luyện viên Lee Yong-jin thì có thể sẽ là một huấn luyện viên người Nhật bởi vì hiện nay liên đoàn bóng đá Việt Nam đang hơi ưu tiên hơn cho những người đã từng làm việc ở châu Á hiểu về bóng đá châu Á tức là hiểu cả cái 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 cái, cái từng gọi là gì từng nền bóng đá một họ phải hiểu những đội bóng hàng đầu muốn đánh bại những đội bóng hàng đầu việc đầu tiên chúng ta phải hiểu những đội bóng hàng đầu đã Chứ là cái câu chuyện này là câu chuyện chúng ta chưa bàn được Nhưng vị trí của huấn luyện viên trưởng này nó cũng sẽ điều tiết Hoặc là nó sẽ quyết định một phần Cái dung mạo của đội tuyển Việt Nam của chúng ta trong vòng 2 đến 3 năm tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ ký hợp đồng với huấn luyện viên mới trong vòng khoảng 2 năm chưa là mình xin phép là chỉ nói đến 2 hoặc 3 năm tới thôi Tại sao lại như vậy? 2 năm là để ông huấn luyện viên này sẽ để lại dấu ấn Và nếu dấu ấn tốt thì nó sẽ thêm một năm nữa để chúng ta có một cái bước đà Và sau đó chúng ta có thể huê huấn luyện viên mới hoặc chúng ta ra hạn hợp đồng thì lúc đấy chúng ta đã chúng ta đã điều chỉnh cái mục tiêu của chúng ta lên một tầm cao mới rồi. Bây giờ diện mạo của đội tuyển Việt Nam của chúng ta trong vòng à, 2 đến 3 năm tới sẽ như thế nào? Đây là thông tin không phải quan điểm. Thông tin của mình là sẽ kết hợp cái lứa 1997, 1998 và 1999, cái lứa đấy sẽ là lứa đầu tàu. Còn tất nhiên là những bạn mà còn sinh năm 95, 96 còn khả năng đáp ứng yêu cầu về mặt chuyên môn thì vẫn sẽ được gọi lên đội tuyển quốc gia. Những cầu thủ mà sinh trước năm 1995, tức là 94 hoặc 93 thì sẽ phải tính xem là cái vị trí đấy như thế nào. Ví dụ như là trường hợp của Nguyễn Philip. Trường hợp của Đặng Văn Lâm hay là trường hợp của Quế Ngọc Hải thì mình nghĩ là đấy là những trường hợp mà rất là điển hình để chúng ta nói là đấy là những đầu tàu. Bởi vì họ đá vị trí thủ môn Chứ là cũng không phải là cần quá nhiều về mặt thể lực và thậm chí là đến tuổi 30 rồi người ta mới đến độ chín nhất của sự nghiệp. Và các bạn biết rồi, Nguyễn Philip thì chưa chúng ta chưa có cảm nhận được bất cứ một cái gì liên quan đến tuổi tác trường hợp quế ngọc hải là trường hợp quá khó bây giờ chúng ta tìm được một người đá vị trí trung vệ vừa là một trung vệ giỏi vừa là một người có khả năng gọi là điều chỉnh anh em ở trên sân có tiếng nói trong phòng thay đồ và quan trọng nhất là khi mà chúng ta bị đẩy vào cái tình thế khó khăn đây là chỗ dựa tinh thần cho toàn đội thì mình nghĩ là đấy là những cầu thủ mà sẽ đóng vai trò rất là quan trọng còn cái lứa sau mình nói luôn là cái lứa sau là cái lứa mà 97, 98, 99 97 thì điển hình là Quang Hải Là đại diện 98 điển hình là Hoàng Đức 99 điển hình là Đoàn Văn Hậu Còn về sau 2K đổ xuôi Thì các bạn thấy là còn có một loạt những cầu thủ Thái Sơn, Đình Bắc đấy Võ Minh Trọng, rất nhiều Phan Tuấn Tài Rất nhiều những anh em trẻ khác Thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ lấy một số anh em cầu thủ trụ cột Là vượt qua 1995 Để làm cái bộ xương sống Làm chỗ dựa tinh thần cho anh em nhưng đội tuyển của chúng ta trong vòng 2-3 năm tới sẽ được trẻ hóa rất là mạnh mẽ Cho nên là huấn luyện viên tới đây sẽ là người mà vừa phải trẻ hóa nhưng phải đảm bảo được cái đội hình Cho các bạn thấy là hôm vừa rồi anh Hoàng Anh Tuấn trong cái buổi ra mắt làm huấn luyện viên trưởng U23 Anh Hoàng Anh Tuấn có nói một câu, mình nghĩ là câu này cũng là một cái câu bật mí Nếu mà ai mà hiểu về cái câu chuyện liên quan đến quy hoạch đội tuyển Việt Nam trong hàng vòng 2 đến 3 năm tới thì mọi người sẽ thấy câu nói của anh Hoàng Anh Tuấn nó mang một thông tin rất là lớn. Anh nói là anh anh nói rằng là cái lứa mà 1995, lứa 97 và lứa 99 những cái lứa đấy sẽ còn giúp cho bóng đá Việt Nam trong vòng vài năm tới. Vẫn là trụ cột của đội tuyển Việt Nam trong vài năm tới. Mình nói luôn với các bạn đây là thông tin, đây không phải là quan điểm. Bởi vì anh Tuấn đã được nghe những cái câu chuyện này rồi và anh Tuấn cũng đã chia sẻ câu chuyện đó. Anh Hoàng anh Tuấn tới đây sẽ làm việc rất chặt chẽ với huấn luyện trưởng đội tuyển quốc gia và sẽ tiến cử những cầu thủ mà anh cho là nó phù hợp với cái định hướng và tới đây thì liên đoàn bóng đá việt nam mình không dám dùng cái từ là kiểm soát nhưng mà sẽ theo dõi rất là sát sao cái hoạt động của đội tuyển quốc gia cái định hướng của đội tuyển quốc gia cái sự phát triển của đội tuyển quốc gia chứ không có giao toàn quyền theo cái kiểu là cứ giao toàn quyền xong rồi chúng ta chỉ đứng ở ngoài giống như là những người gọi là dự khán thôi như thế thì không có liên đoàn bóng đá việt nam sẽ tham dự rất là chặt chẽ Vậy thì bây giờ chúng ta biết là ở trong nước chúng ta đã quy hoạch cái lứa đấy rồi Ok chưa ạ Cái lứa đầu tiên là cái lứa của Philip Nguyễn và Quang Hải Nhưng à Quế Quang Hải Nhưng đó chỉ là một vài vị trí đặc biệt Còn lại chúng ta sẽ được trẻ hóa Đấy thì các bạn thấy là từ 1995, 96, 97, 98, 99, 2000 đổ về xuôi Có những cầu thủ thậm chí là sinh 2005 Cũng sẽ có thể là được quy hoạch lên đội tuyển quốc gia Vì tới đây là chúng ta sẽ đẩy khá là nhiều cái lứa mà U17 mà tập huấn ở Đức ấy các bạn nhớ Cái lứa đấy sẽ là, là cái lứa được đào tạo Và cái lứa đấy sẽ là lứa được tạo điều kiện rất là nhiều Để tích lũy kinh nghiệm Vì cái đích của chúng ta là 2030 Ok chưa ạ Cho nên là 2 đến 3 năm tới nó cũng chỉ là bước đệm thôi Câu chuyện thứ hai là câu chuyện liên quan đến cầu thủ Việt Kiều Mình cho rằng là Andre An Khánh đã cảm thấy rất buồn Không chỉ một mình An Khánh đâu mà gia đình An Khánh cũng buồn Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng không hài lòng với cách của ông Philippe Chu với An Khánh đâu. Mình phải nói thẳng là như thế. Và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam là ông Trần Quốc Tuấn đã nói chuyện với Đoàn Anh Tuấn, tức là trưởng phòng đội tuyển quốc gia về việc này. Mình biết câu chuyện đó. Và bên phía Liên đoàn thì cũng đã có chia sẻ với bên phía đội phòng đội tuyển quốc gia cũng đã chia sẻ với lãnh đạo của Liên đoàn. Nhưng mình cho rằng là đấy là họ đang hiểu với nhau về mặt gọi là quản lý tổ chức của Liên đoàn thôi chứ còn gia đình nhà An Khánh là hiện nay vẫn chưa có những cái lời giải thích thật sự để cho gia đình nhà An Khánh cảm thấy đủ vui. Mình nói luôn là ông Chu C, mà còn là huấn luyện viên trưởng, có mời An Khánh, An Khánh cũng không về đâu. Mình nói là như thế và sau này các bạn biết rồi là khi mà U23 Việt Nam à, thiết lập đội hình, An Khánh cũng không có cửa bởi vì đơn giản là chúng ta chỉ được thay đổi một số lượng hữu hạn cầu thủ thôi. Chứ mình biết là nếu mà được mở rộng ra thì anh Tuấn sẽ sẽ gọi An Khánh bởi vì là an khánh mới chứ là khi mà về cũng rất là khó để có thể hòa nhập được cho nên là anh hoàng anh tuấn cũng đã có những cái tính toán của riêng mình và về sau thì anh tuấn đã đưa ra một quyết định đó là sẽ trao cơ hội cho an khánh ở những lần tập trung sau khi mà anh thực sự được quyền quyết định toàn bộ về danh sách đó là cái câu chuyện đó bên cạnh đó thì còn có thêm rất nhiều những cầu thủ khác nữa các bạn đưa ra rất là nhiều nào là, là maya nào là Uh, Giao Huy Phong rồi uh, uh, Jackson Quang Vinh peden Nhưng mình muốn nói đến trường hợp của Jackson Quang Vinh peden Công an Hà Nội cũng đang muốn chiêu mộ Jackson Quang Vinh peden Cho là nếu như mà mùa giải 2024-2025 Mà Jackson Quang Vinh peden mà về v được thi đấu Bạn ấy về v được tức là bạn ấy sẽ hoàn thành được cái thủ tục cuối cùng Để nhập quốc tịch Việt Nam Đó, Và khi bạn ấy mà đã nhập được quốc tịch Việt Nam rồi Để thi đấu cho đội tuyển quốc gia thì thoải mái bởi vì là Jackson Quang Vinh peden mới chỉ khoác áo U18 của Pháp thôi như vậy là cũng chưa phải là đội tuyển quốc gia. Và chính bởi vì lý do đó, nên là Jackson Quang Vinh Pedern vẫn có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam. Điều này là điều hết sức bình thường và cá nhân mình đánh giá nếu như Jackson Quang Vinh Peden mà về V League và khoác áo đội tuyển Việt Nam, chúng ta không chỉ có một vị trí rất hay mà chúng ta còn nối một cái cây cầu, chúng ta nối một cái cầu trở lại để giúp cho những người đang có dòng máu Việt Nam có thể về khoác áo đội tuyển Việt Nam. Các bạn thấy là Đặng Văn Lâm thành công một phát là nó mở ra cả một cái trào lưu Các bạn thấy không? Nó rất là hay Chứ là chúng ta phải tận dụng được cái nguồn lực từ Việt Kiều Một hai cầu thủ tốt thôi là nó cũng đã nâng cái tầm đội tuyển quốc gia chúng ta lên rất nhiều rồi Đó là yếu tố thứ hai Yếu tố thứ ba là câu chuyện liên quan đến cầu thủ nhập tịch Mình cho rằng là Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nhiều khả năng là trong thời gian ngắn tới đây thôi Sẽ phải xin ý kiến của ngành thể thao cho phép đội tuyển Việt Nam của chúng ta phải đi theo cái xu thế của bóng đá thế giới. Đó là sử dụng những cầu thủ nhập tịch. Những cầu thủ nhập tịch có dòng máu Việt Nam và những cầu thủ không có dòng máu Việt Nam thì chúng ta sẽ định nghĩa nó như thế nào. Mình cho rằng là có dòng máu Việt Nam tức là chúng ta có thể hiểu được rằng nó mang trong mình một cái gọi là gì? Chúng ta mang trong mình một cái dòng máu là người dân Việt Nam con lạc cháu hồng. Nó có thể là bị pha một chút nhưng mà vẫn còn dòng máu Việt Nam nhưng mình cho là cái câu chuyện này cũng là nên suy nghĩ nó thoáng ra một chút tức là những cầu thủ họ không được sinh ra ở việt nam họ cũng không có dòng máu việt nam nhưng họ yêu việt nam thì mình nghĩ rằng là chúng ta nên tính toán để đưa họ vào và mình nghĩ là chỉ nên theo một cái tỷ lệ nhất định và đối với mình thì chỉ nhiều nhất là hai cầu thủ nhập tịch được thi đấu cho đội tuyển việt nam mình tin rằng là huấn luyện viên trưởng mới đây tới đây của huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia cũng sẽ rất là mong muốn điều đấy Liên đoàn bóng đá Việt Nam nếu chúng ta không quyết định thì bóng đá Việt Nam sẽ bị tụt lại. Và bóng đá Việt Nam mà bị tụt lại thì các bạn biết nó cũng làm cho bức tranh thể thao của Việt Nam nó sẽ thêm phần u ám. Chưa là mình nghĩ là bằng cái sự cấp thiết, liên đoàn sẽ phải có sự đề xuất. Và đó cũng là xu thế của bóng đá thế giới. Là chúng ta sử dụng những cầu thủ Việt kiều cũng không có gì là sai cả. Theo quan điểm cá nhân của mình là nên. Còn tất nhiên là Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như là tất cả các bạn cũng có sẽ có những quan điểm riêng. Nhưng đối với mình cái gốc quan trọng nhất của chúng ta Nó vẫn là công tác đào tạo trẻ Nó vẫn là công tác gọi là nâng tầm của giải viên quốc gia đấy, Và cố gắng làm sao đấy đảm bảo an ninh về mặt tài chính Giúp cho các đội bóng không lúc nào cũng như bị con như kiểu làm con tin ấy. Khổ sở lắm đó Và đối với mình thì câu chuyện này là câu chuyện rất là cấp thiết Trong vòng 2 đến 3 năm tới chúng ta có đào tạo trẻ bây giờ cũng chả giải quyết vấn đề gì nhưng nếu mà chúng ta mà đào tạo thì về sau chúng ta sẽ có cơ hội hơn. Bởi vì cái độ tuổi 9 của một cầu thủ ngôi sao bóng đá bây giờ Các bạn biết rồi là càng ngày nó càng trẻ Đó, càng ngày càng được trẻ hóa Chính bởi vì như vậy cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể có những tuyển thủ quốc gia 19 tuổi Các bạn biết là trước đây thì đoàn văn hậu 19 tuổi cũng vào đội tuyển quốc gia Đó Đấy là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn Nhưng có một điều Mình nói là trong vòng 2-3 năm tới chúng ta phải làm bằng được Đấy là tạo ra một cái nguồn tài chính đủ tốt để ít nhất là chúng ta có thể đưa các đội tuyển trẻ của chúng ta U16 hay U19 hay là U23 chúng ta phải thường xuyên có những cái chuyến tập huấn và thi đấu ở nước ngoài. Chúng ta đã rất là thiệt thòi các cầu thủ chúng ta đã rất là thiệt thòi rồi. Thế là bây giờ nếu mà không nâng tầm lên thì hỏng ngay. Đấy cho nên là mình nghĩ là các câu lạc bộ hiện nay cũng phải nâng tầm cho các cầu thủ lên từ cái điều kiện về chấn thương chữa trị như thế nào, điều kiện về dinh dưỡng ăn uống ra sao, điều kiện nghỉ ngơi như thế nào bản thân các cầu thủ cũng phải có một cái uh, những cái yếu tố mang tính hỗ trợ ví dụ như là sân bãi nó phải tốt đúng không ạ hay là va viết nó phải ngon thì nó mới nâng tầm lên các cầu thủ khi lên đội tuyển quốc gia họ phải là những cầu thủ giỏi nhất họ phải là những cầu thủ có phong độ cao nhất sau đó là họ được nâng tầm lên thì nó mới hay được chứ còn nếu không thì rất là khó mình nghĩ là cứ mỗi một năm giải vô địch quốc gia của chúng ta có thể là nghỉ một vài giai đoạn Chúng ta đi thi đấu ở nước ngoài, đi tập huấn ở nước ngoài, sau đó là làm một trận, một làm một giải tứ hùng, đá ba trận rồi về, mình nghĩ là như thế là rất là đẹp. Đấy. Và luôn luôn phải tạo ra một cái môi trường cạnh tranh nó lành mạnh và thường xuyên. Chứ còn nếu mà chúng ta không đã không làm được những điều đó, mình nói thật luôn là đến các loan Ancelotti về hay Zardin Zidane về, thậm chí là Pep Guardiola về cũng chắc là cũng chả làm được. Cho nên là mình nghĩ là các vụ đói rồi có bột thì mới gột được thành hồ. Cái là cá nhân mình cho rằng là chúng ta đã vẽ được cái diện mạo cái chân dung của đội tuyển việt nam chúng ta trong những năm tới thì chúng ta sẽ phải biết được rằng là cái chúng ta cần cái màu gì chúng ta cần cái vật liệu gì để chúng ta vẽ nó là sơn dầu hay là sơn mài hay là nó là cái chân thủy mặc tranh thủy mặc hay là gì đó chúng ta đã tạo ra được cái chúng ta đã tưởng tượng ra được cái diện mạo của nó thì chúng ta sẽ biết là làm thế nào để chúng ta thực hiện được còn người nghệ nhân rất là quan trọng họa sĩ rất là quan trọng họ vẽ những đường vẽ rất là hay nhưng nếu như mà chất liệu không tốt nó cũng sẽ không bền nên là cá nhân mình đánh giá đội tuyển quốc gia của chúng ta đã có diện mạo rồi Chúng ta đã hình dung ra trong đầu rồi Những cái bài toán này chúng ta đã biết rồi Nhưng liên đoàn cũng có giải được hay không Nó lại là, là câu chuyện khác Nó giống hệt như ông Chu Xie Ông lựa chọn cái hướng đi là rất đúng Nhưng cách đi của ông ấy là sai Cuối cùng là Cùng thì là một con đường đi đến đấy Nhưng mà đi trên đường bằng phẳng ông không đi Ông lại lội một phát là xuống vực Chứ là ông đã phải trả giá bằng chính cái ghế của mình và liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng phải giải quyết một bài toán tương tự đó là họ có tầm nhìn rồi tầm nhìn đúng rồi họ có một cái diện mạo rồi diện mạo đúng rồi thế bây giờ họ thực hiện như thế nào đấy, không phải ai nhìn thấy cũng làm được đúng không ạ ai cũng thế đấy, các bạn thấy không các huấn luyện viên rất là hay đọc trận đấu rất là hay tất cả mọi thứ rất là hay nhưng cuối cùng có vào đá được đâu đấy thì đấy chính là vấn đề đấy là những cái chia sẻ của mình nó vừa là thông tin nó vừa là quan điểm để mình gửi đến các bạn. Trong cái chương trình ngày hôm nay, các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra, mình sẽ trả lời các bạn trong vòng khoảng tầm uh, uh, 15 phút tới. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra nhá. Uh, nếu các bạn thấy phần trình bày của mình là hay thì các bạn nghe nhớ like cho mình, ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình. Các bạn đăng ký thì các bạn nhớ ấn vào chuông và chọn tất cả, chọn thông báo để khi mình có thông tin mới. Ví dụ như là danh sách các ứng viên, ví dụ như là thứ tự của các ứng viên rồi những câu chuyện tiếp theo chúng ta đàm phán như thế nào người ta đòi mức lương bao nhiêu rồi bản hợp đồng có thể sẽ là bao nhiêu thì mình sẽ chia sẻ với các bạn luôn cảm ơn các bạn rất rất nhiều còn bây giờ thì như thường lệ mình xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn uh, trang đông á shop vn một website đã song hành cùng sức khỏe của mọi người trong một khoảng thời gian rất là dài đây là xin được trân trọng giới thiệu bổ thận dược quý đường tràn trề sinh lực như thời còn trai tráng các bạn đọc phát các bạn biết ngay nó là dành cho những chàng trai bị yếu sinh lý Bổ thận dược quý đường các bạn nhớ giúp mình Bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực Và nó giúp chúng ta cải thiện sinh lý nam giới Bạch tật lê tăng hàm lượng testosterone trong máu Và đây là một loại hormone để hỗ trợ Cái ham muốn của đàn ông Và nếu ham muốn của chúng ta mà đang tốt Thì nó sẽ kéo dài và duy trì cho chúng ta Còn nếu mà ham muốn chúng ta đang thấp Thì nó kéo chúng ta lên Và nhân sâm đương quy đông trùng hạ thảo Cao ba long kỳ tử và ba kích sáu dược liệu rất quý này sẽ phối hợp với nhau Để giúp cho cái ham muốn của đàn ông được thực hiện một cách tuyệt vời nhất các bạn nhớ ngày dùng hai lần mỗi lần từ 2 đến 3 viên, sử dụng liên tục 3 tháng cho mình nhá. Và sau đó thì nhớ duy trì thì kết quả nó mới bền vững, sung mãn tuyệt vời, tràn trề sinh lực, cuộc yêu thăng hoa, hồi sinh phái mạnh và hạnh phúc viên mãn. Ở đây các bạn nhìn thấy bền vững nhờ cơ chế nội sinh, nội là trong sinh là sinh ra, sinh ra từ bên trong chuyên rất bền vững, sinh ra từ bên trong chuyên rất an toàn vì nó phù hợp với cơ địa và nó đáp ứng tốt cái yêu cầu của chúng mình là tốt từ gốc và bổ từ trong. Số điện thoại mình để trên logo 024 7777 -8877. Đấy các bạn ấn vào đây đặt hàng luôn Ngoài ra thì còn có Miệng nói chăm nhớ ngàn thương Không bằng hộp tỏi kim cương làm quà Mình đã từng đọc cho mẹ mình nghe như thế Hàm lượng giá trị dinh dưỡng vượt bậc Công dụng chăm sóc sức khỏe Tuyệt vời Nguồn nguyên liệu thuần khiết từ thiên nhiên Các bạn nhớ là củ tỏi này trước khi nó thay màu đổi vị Thì nó đã được lên men 2000 giờ Ở trong một cái phòng đạt tiêu chuẩn của Nhật Bản bởi vì công nghệ lên men là độc quyền được chuyển giao từ Nhật Bản cái quy trình sản xuất hiện đại cũng chuyển giao độc quyền từ Nhật Bản Đấy, nó ăn như ăn đồ mai ấy, các bạn không có cái cảm giác gì đó ăn tỏi các bạn xem tác dụng của nó này hỗ trợ ổn định huyết áp hỗ trợ giảm mỡ máu bảo vệ tim mạch hỗ trợ kích thích tiêu hóa tăng sức đề kháng hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa tức là giúp các bạn trẻ lâu hỗ trợ bảo vệ tế bào thần kinh tăng cường trí nhớ các bạn thấy không toàn là những cái tuyệt vời luôn ngoài ra thì nó còn có một loại bóc vỏ và một loại chưa bóc vỏ nha các bạn nhớ hộ mình yến kiều trưng đông trùng hạ thảo cái này thì không phải bàn nữa rồi yến nó đã rất là bổ rồi là còn trưng với đông trùng hạ thảo nữa các bạn thấy là rất là bổ đây là một loại đại bổ giúp cho những người đang bị ốm hoặc mới ốm dậy những người bị bệnh khó chữa hoặc là những người cần chế độ chăm sóc đặc biệt về sức khỏe những người mà bị suy giảm hệ miễn dịch thì chúng ta sẽ sử dụng cái này bởi vì nó sẽ rất là bổ nó giúp chúng ta là tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ cái này dùng cho những người trên 12 tuổi nha các bạn nhé Vì nó có đông trùng hạ thảo Còn yến kiều kít dành cho trẻ em dưới 12 tuổi Nó sẽ giúp các con uh, Thứ nhất là tối ưu hệ tiêu hóa cho trẻ em Bổ sung thêm canxi giúp các em mau lớn và chắc khỏe Và nó còn tăng cái số lượng tế bào thần kinh Giúp các con phát triển mạnh mẽ hơn về mặt trí tuệ ở đây còn có choa nước uống giải rượu nếu mà các bạn mà phải đi uống bia uống rượu tiệc tùng tiếp khách các bạn nhớ mang theo cái nước uống giải rượu choa bởi vì nước uống giải rượu cho này nó sẽ giúp chúng ta giải quyết đồng thời hai vấn đề một là nó giúp các bạn đỡ mệt mỏi sau quá trình uống bia uống rượu và thứ hai rất quan trọng luôn là nó sẽ giúp cho các bạn thải độc sau quá trình uống bia uống rượu đó cái này là một sản phẩm đến từ hàn quốc bên cạnh các bạn nhìn thấy không đó là foison một niềm tự hào của người pháp nó tăng cường chức năng gan người việt nam của chúng ta có hai chỉ số một là chỉ số ung thư gan và hai là tử vong do ung thư gan đều cao nhất thế giới nên là các bạn nhớ phải uống cái phoi sen này để tăng cường cái chức năng gan, giúp cho gan của các bạn nó khỏe hơn, giảm nguy cơ bị ung thư gan. Đấy, giảm nguy cơ bị viêm gan và sơ gan nữa. Ở đây còn có rất là nhiều những sản phẩm tốt nữa các bạn này Hai hộp Nhung Hươu Siberia nó cũng là chuẩn này. Đấy, xịt da này là tăng cường sức khỏe, giảm chấn thương này. Nói chung là nhiều lắm các bạn ạ. Đông trùng hạ thảo Cao van Long này, rất là nhiều luôn. Số điện thoại mình để trên logo 024-7777-8877 Website là shop vn Cảm ơn các bạn rất là nhiều Bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn nhé Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra Mình sẽ trả lời các bạn đến 2h40 nhé Ok 2h40 thì mình xin phép là ngừng Để tối ngày hôm nay mình cũng sẽ Chia sẻ với các bạn ở Livestream ở bên top top Livestream ở bên top top thì có nhiều Thông tin mới lắm có nhiều những cái sản phẩm toàn sản phẩm độc quyền thôi giá của mình bình thường đã thấp rồi bây còn thấp hơn đó bạn sơn nguyễn ngọc của nó là hai năm tới à, nên là thầy park sau này tính sau hiện tại tôi đang thấy không có sự gắn kết chứ không phải là cái gì cao siêu hết mình đồng ý với bạn luôn bây giờ cần phải à, có mấy vấn đề đoàn kết đội bóng trở lại đúng không ạ À, hồi sinh lại cho anh em cái tinh thần chiến đấu. Mình nghĩ là điều đấy là điều quan trọng mình vì mình vẫn nghĩ rằng vấn đề lớn của đội tuyển Việt Nam của chúng ta bây giờ là tinh thần. Vấn đề của chúng ta bây giờ là tinh thần chứ không phải là vấn đề là liên quan đến chiến thuật. Chứ là mình nghĩ là chúng ta ổn định được chiến thuật là, là ok luôn. Bạn à, Văn khắc Phạm của Đoàn Minh Hải ơi hay quá. Không nên bảo thủ cầu thủ nhập tịch nên cho các cầu thủ giỏi chơi ở đội tuyển quốc gia em nghĩ là nên nhưng mà nó cũng phải có tỷ lệ thôi chứ chúng ta đừng có cho nhiều quá em nghĩ là cho nhiều quá thì không hay tí nào bởi vì là chúng ta cũng cần trao cơ hội cho những cầu thủ việt nam nữa Thìn ân đức của đó là minh hải học xong rồi à em học xong rồi có lẽ là chuyến đi học này nó cũng rất giống rất là nhiều những cái chuyến đi học khác của em nó thật sự đã thay đổi tư duy của em Em cảm thấy lớn lên rất là nhiều Và mọi người sẽ thấy khác biệt Ngay trong những ngày tới đây thôi Bạn Nguyễn Đức Bình nói là tóc Minh Hải bạc nhiều quá Ôi ôi em nói thật luôn là Con người ta có già hay không là nó là nằm Ở chính cái tư duy thôi Nếu các bạn mà vui khỏe Các bạn mà lạc quan Các bạn tập luyện thể dục thể thao Ăn uống đầy đủ, thuốc thang đầy đủ Em nghĩ là chúng ta cũng sẽ trẻ thôi Em nói thật luôn là đến bây giờ em vẫn nghĩ em như là một thằng 20 tuổi nhiều khi vẫn rất là máu lửa đấy vừa rồi ra đá trận bóng với anh em có một cậu em cậu đi quả bóng nhanh quá mình dẫm một phát vào mắt cá của cậu đấy mà sau khi trận đấu kết thúc mình phải ra mình xin lỗi ba lần liền mặc dù thực ra nó cũng không cần phải nhất thiết phải nó phải nghiêm trọng như thế nhưng mà mình thì bao giờ cũng vậy mình bảo thôi mày thông cảm cho anh tí là anh thì anh trẻ trung lắm máu lửa lắm nhưng mà anh già được chân nó chậm đấy anh em là chơi như vậy đấy À, thật sự mà nói nhá mỗi một người mỗi một người sẽ có một quan điểm khác nhau về ông Chu Xe mình à, không ủng hộ ông Chu Xe về cái cách ông quản lý quân và cách ông ấy tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ chứ còn thực ra là ông ấy vẫn còn ông có rất là nhiều những cái mình nghĩ là cũng nên chúng ta cũng nên có cái sự à, ghi nhận thật sự luôn là ông này ông ấy ông ấy quyết đoán đến mức đến mức bảo thủ chứ ông ấy mà biết nghe những cái lời can gián Ông ấy biết làm mềm lại những mối quan hệ, mình nghĩ là sẽ rất là ổn. Bạn à, Tiến Phạm của nó là theo mình thì cứ đổi mới, ý của Minh Hải sao? Đổi mới chứ, chúng ta đổi mới nhưng mà phải biết kế thừa. Thực ra là em cũng không hiểu là nó sẽ đội tuyển Việt Nam nó sẽ đi theo cái con đường như thế nào nhưng mà ý là như thế, đấy, mọi thứ nó sẽ diễn ra như vậy. cảm ơn mọi người rất là nhiều bạn tuấn nguyên có nói là chưa nay hải trực tiếp ở đâu vậy em trực tiếp ở đây chứ ở đâu mọi người xem lại đi bạn gái huế dịu dàng có nói là minh hải có hứa kể về phòng thay đồ thế ông chu xê đã kể chưa em kể rồi em kể rồi nhưng nó không hết được bởi vì là bây giờ mà kể hết thì nó không hay để hôm nào đấy em sẽ phỏng vấn chính những cầu thủ đó nếu mà những cầu thủ đó mà trả lời thì thì mới hay chứ còn nếu mà em mà nói ra mà người ta lại phủ nhận thì nó lại mất hay ra với cả giai đoạn này mà chúng ta mà nói thì em sợ là nó có cái phản ứng ngược mọi người lại bảo là người ta đã nghỉ rồi mà lại minh hải lại cứ tiếp tục là em vừa đi đá bóng về và em vẫn phải chăm sóc cơ thể này các bạn này chấn thương cảm ơn mọi người rất là nhiều các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra nhá chúng ta chuẩn bị hết chương trình rồi đấy mọi người bạn dương đức bách có lẽ là tóm lại đổi mới là phải an toàn mình hoàn toàn đồng ý với bạn luôn đấy là lý do vì sao mình có tiến cử là nếu không mời được thầy bác thầy ly thì mời mình thầy ly cũng được mình nói thật luôn là mình muốn là có những người cũ mặc dù mình biết là liên đoàn đang có cái hướng là sẽ sử dụng những người mới sử dụng người mới cũng có cái hay nhưng thực sự mà nói là nó nó cũng sẽ có nhiều những cái rủi ro nó có nhiều cái sẽ rất là rủi ro luôn em nói là thời gian tới nếu như có một ông huấn luyện viên mới về thì cái nguy cơ của ông ấy bị sa thải hoặc là nghỉ việc là rất là cao em nói thật nếu như không phải là thầy Park có một cái tình cảm rất là lớn và được mọi người ủng hộ rất là mạnh thì mình nghĩ là sẽ khó mà có thể vượt qua được Bởi vì người hâm mộ bây giờ cũng đang tổn thương mà mọi người Bạn Đào Thanh Hùng và nói là chắc chú em không có quyền chém U23 ở giải này Là sao bạn? U23 thì ngày hôm nay là ngày 14 rồi Ngày 17 chúng ta sẽ đá Thì ngày 15, ngày 16 chúng ta nói cũng chả muộn vì ngày 16 chúng ta gút danh sách 16 này chúng ta sẽ gút danh sách Bạn đông đoàn nói là Theo anh sốc lại tinh thần cho các cầu thủ Là ok thôi em, em cũng đồng ý với anh như vậy Em cũng đồng ý với anh là Chúng ta sốc lại tinh thần cho anh em cầu thủ là ok Mọi người có câu hỏi gì mọi người đặt ra đi Theo mình Theo mình thì nên lựa chọn thầy Park hoặc thầy Ly Hoặc là thầy Park và thầy Ly còn các bạn có nghĩ rằng là chúng ta nên mời ông thầy mới tinh không nếu các bạn muốn mời ông thầy mới các bạn comment cho mình từ mới còn nếu các bạn ủng hộ cho thầy park thì bạn ghi là thầy park hoặc thầy ly bây giờ chúng ta sẽ dành ra khoảng tầm một phút để nhận cái ý kiến của mọi người xem thế nào mình rất là muốn biết cái suy nghĩ của các bạn mình thì muốn là thầy park và thầy ly còn theo các bạn thì như nào Bạn Sơn Nguyễn 1976 nói là hối viên nào dám cầm đội tuyển Việt Nam thời điểm này cũng là rất dũng cảm. Gần như là làm lại từ đầu, có kết quả ngay trong ngắn hạn. À, còn phải áp đựng tiêu chí của VFF thì rất là khó. Cảm ơn Minh Hải. À, không anh ạ. Nhiều ông vào, ông biết khó là ông ấy, đấy là cơ hội của ông ông vẫn nhảy vào. Bởi vì làm huấn viên trưởng đội tuyển quốc gia nó cũng nhiều cái lợi lắm. Đấy mọi người thế này Tất cả rất nhiều người đang ủng hộ cho thầy Park và thầy Ly thế này Chứ là mình nghĩ rằng là chúng ta cũng sẽ có nhiều người ủng hộ hơn Có lẽ là ngày mai mình sẽ làm một cái vốt Nhá Ngày mai mời các bạn vào cái mục short đấy Cái mục ngắn đấy Tin ngắn đấy Mình sẽ trưng cầu ý kiến các bạn Để xem xem các bạn như thế nào Đối với mình thì thật lòng mà nói Đối với mình thì mình nghĩ là chúng ta nên lựa chọn những ông thầy cũ Bởi vì những người thầy cũ sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam chúng ta phát triển một cách an toàn hơn Lúc này là lúc mình nghĩ là cần an toàn Cần ổn định lại đội tuyển Và cần ổn định kể cả là cái tình cảm người hâm mộ nữa Bạn Sơn Nguyễn Ngọc đó là top 100 dạng tính Em nói luôn với các bác nhé Để mò được vào bây giờ Để mon men được vào top 100 là khó lắm Chúng ta hiện nay đang ở vị trí 115 để chạy được 15 bậc, các bạn phải biết thắng bao nhiêu trận. Bởi vì là trong tháng 6 này mình nghĩ là sẽ cầm chắc một trận thua nữa rồi. Đó là trận thua Iraq đấy. Còn nếu mà chúng ta mà thắng anh Philippines thì cũng là huề. Còn nếu chẳng may mà bị anh Philippines anh cầm hòa thì lại trừ một đống điểm. Đó các bạn có quan điểm thì mình cũng có quan điểm Đây bây giờ là lúc mà mình sẽ chia sẻ với các bạn về những chiếc ổ cắm điện này của Menhau Những chiếc ổ cắm điện này thì nó quá tuyệt vời các bạn biết rồi Con C4 này nó rất là đẹp như là các bạn để ở trên bàn tiệc lầu này Các bạn để ở phòng khách là rất là xịn sò luôn Nó có 4 ổ cắm và 3 cổng sạc, hai cổng USB, hai cổng tai c si. Giá một chiếc là 339 nghìn Nếu các bạn mua combo hai chiếc giá giảm đi chỉ còn lại là 639 nghìn Uh, đây là cái loại xịn mà các bạn không tìm thấy ở trên thị trường đâu nhá Đây là con Manow V8 Đây là một tuyệt phẩm mà mình luôn khuyên các bạn Dây nó dài gấp đôi Số lượng uh, ổ cắm Con C4 thì có 4 ổ cắm thôi Con này có 8 Con uh, C4 kia chỉ có 3 cổng sạc Cái này có 4 Dây dài gấp đôi uh, Cả hai con này đều có một cái uh, Có những cái chỉ số đều cực kỳ tuyệt vời luôn Loại đồng nguyên khối 3 ly các bạn chịu được chịu được tải lên đến 4000W, chịu được nhiệt lên đến 750 độ. Một đổi một trong vòng 6 tháng và các bạn được bảo hành 1 năm. Các bạn thấy tuyệt vời chưa? Đấy và ở đây nó còn có một anh Atomat này, mình vẫn gọi anh trung vệ áo đỏ đây này. Anh này các bạn đi làm đi chơi đi học hoặc đi ngủ ấy, thì nó vẫn đang thức để nó đảm bảo cho cái ổ điện này của các bạn nó không bị cháy nổ. Nó không dẫn đến hỏa hoạn. Nó đảm bảo cho gia đình của các bạn an toàn, an toàn như thế là cho bố mẹ chúng ta, cho vợ con chúng ta và cho cả gia đình cho cái khối tài sản mà chúng ta đã mất cả một cuộc đời để chúng ta tích lũy. Cho các bạn đừng tiếc nhá. Theo mình nếu mà để cho nó đẹp thì các bạn dùng cái con C4. Còn nếu mà để mà sử dụng cho nó tiện và nó kinh tế, các bạn nên dùng con V8. Hai con này chỉ có cách nhau có mấy chục nghìn thôi, nhưng mà con này thì hơn hẳn luôn. Số điện thoại mình để trên logo 0889333300 và website là menhouse.vn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Như chiếc áo Vicento President này vẫn đang được bán ở đông ở, ở, ở vicento.vn Bởi vì là các bạn biết rồi, đây là chiếc áo mềm mịn mượt mát Con này là con lụa Nhật Bản, không nhăn luôn Giá của nó bình thường ra, các bạn mà mua ở nước ngoài nó rơi vào khoảng tầm trên 1 triệu Nhưng ở Vicento bây giờ đang các bạn được giảm thêm 40% Tức là giá chỉ còn 639.000 Nếu các bạn mua combo 3 chiếc Giá lại chỉ còn có 1 triệu 398.000 các bạn được tặng một ví da cá sấu trị giá 1 triệu 598 nghìn Đây là da cá sấu thật chúng mình tặng cho các bạn Còn các bạn chứng minh nó không phải là da cá sấu thật Mình vẫn đền các bạn một tỷ Ok chưa Vicento.vn là một cái website mà các bạn có cái quyền là tự thành lập combo Các bạn thích sản phẩm nào các bạn nhặt vào Đấy, Các bạn mua càng nhiều giảm giá càng sâu Các bạn mua càng nhiều tặng quà càng có giá trị và nếu các bạn đến 240 k mã, các bạn còn có thêm rất nhiều những quyền lợi nữa. Nhớ đọc bắt là Vlog Minh Hải. Số điện thoại không thay đổi, vẫn là 0889 333300. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình xin phép là sẽ trả lời các bạn thêm đúng 4 phút nữa, sau đó là chúng ta kết thúc chương trình ở đây. Thầy Park hoặc thầy Ly ở đây mình thấy rất nhiều người đang ủng hộ cho thầy Park hoặc thầy Ly. Bạn à, Thành Trịnh có nói là con C4 dây ngắn cắm ở đâu để dẫn đến bàn lẩu À rất nhiều cái bàn lẩu ấy là nó đã có ủ cắm ở ở, ở dưới ở dưới gậm bàn rồi Bởi vì là nếu như mà làm cái dây này nó dài quá lại lòng tha lòng thòng lại xấu Còn nếu không thì các bạn để cái C cái V8 này các bạn để nằm xuống như này thì cũng chả có vấn đề gì luôn Đó Tùy các bạn Cảm ơn mọi người rất là nhiều Bạn Hà Ninh Tôi 63 tuổi muốn hỏi Minh Hải Bóng đá Triều Tiên cả nam, cả nam lẫn nữ Có đá giao hữu hay tập huấn ở đâu Mà người ta vẫn đá hay là sao nhỉ à, Đá hay người ta đá bằng tinh thần bác ạ Đá bằng tinh thần thì có thể đá được một trận hay Nhưng trận sau lại giờ Ở đây là chúng ta phải nói là phải đá bằng bằng đẳng cấp các bạn đừng đừng có so sánh bởi vì mỗi một quốc gia nó sẽ có những cái điều kiện kinh tế xã hội đặc thù Chứ là nó không áp dụng được cho tất cả mọi nơi nếu mà muốn không tập huấn, không giao hữu, không lấy mà vẫn đá hay được Thì mời tất cả chúng ta hãy đến Triều Tiên Bạn Dương Đức Bách, của đó là Minh Hải Có tác động gì cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam Về số lượng người đề nghị thầy Park và thầy Ly không em Mình nói với các bạn là ngày mai mình sẽ làm cái chương trình này Và các bạn vote xong À, có thể mình sẽ đợi một thời gian nào đó Các bạn vốt xong mình sẽ lấy cái vốt đó Để mình gửi đến cho liên đoàn Các bạn yên tâm Ngày mai, chiều ngày mai mình sẽ làm Không có gì phải lo lắng Không có gì phải ngại ngùng cả Thôi cảm ơn mọi người rất là nhiều 9 giờ tối ngày hôm nay Tức là còn chỉ còn 17 phút nữa thôi Thì uh, mình sẽ livestream ở trên kênh Top Top của mình Mời các bạn sang Rất nhiều những điều độc quyền với cái giá thấp độc quyền chỉ dành cho Vlog Minh Hải thôi có những đôi giày các bạn chỉ mua với giá khoảng hơn 200 000 một tí và bình thường ra nó giá khoảng tầm gần 1 triệu. À, hàng chính hãng, một sản phẩm không chính hãng vẫn đền các bạn 1 tỷ như bình thường. Nhưng giá thì thấp không tìm thấy ở đâu luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì Minh Hải xin được kính chào, tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở kênh Top Top của mình vào lúc 21 giờ tức là 9 giờ tối ngày hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ Minh Hải xin được kính chào.